Cồn Sơn là một trong bốn cồn tự nhiên của thành phố Cần Thơ, nằm ven sông Hậu. Nơi này dù khó khăn về điều kiện sống thiết yếu, nhưng lại được thiên nhiên ưu đãi với những vườn cây trái và vẻ đẹp hồn hậu, yên bình. Tận dụng lợi thế đó thì từ giữa năm ngoái, người dân nơi đây đã bắt đầu kết hợp với làm du lịch. Và chỉ trong thời gian ngắn, với cách làm du lịch độc đáo của những người nông dân, lượng khách trong nước và quốc tế đã biết đến nơi này ngày một đông. Năm nay đã 84 tuổi, nhưng bà Đặng Thị Năm vẫn còn ngon lành khi làm hướng dẫn viên cho khách tham quan vườn nhà. Như nhiều hộ khác ở Cồn Sơn, gia đình bà sẵn tay vào làm du lịch hơn một năm nay với tâm thế rặt miền Tây là nông dân có gì chơi đó. Thế hôm nào nhà bà cho khách thăm thú vườn cây trái thì nhà kế bên sẽ phục vụ ăn uống. Cứ thế, 18 hộ đủ điều kiện kinh doanh du lịch ở đây. Mỗi nhà một sản phẩm, không ai cạnh tranh ai. Giữa họ, món đặc sản chung chính là sự chân chất, thiệt thà khi tiếp đãi khách. Ở nông thôn, không khí trong lành hơn so với trung tâm Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy ở đây yên bình. Chúng tôi được thưởng thức những món ăn tuyệt vời, người dân chân thật và hiếu khách. Hiếm ai đến Cồn Sơn mà không bị thấm cái tình của người dân nơi đây. Bao năm nay, họ vẫn giữ đúng bản chất chòm xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Theo lịch xoay vòng, nhà bà Kim Thủy hôm nay là điểm chính phục vụ du khách. Do số lượng khách đông nên từ sớm, bà đã huy động chị em đến tiếp. Dựa vào thực đơn khách yêu cầu, nếu thiếu món gì, bà lại nhờ nhà khác mang sang, cứ 3-4 nhà hùng lại để tiếp đãi khách sao cho chủ đáo nhất. Du lịch cộng đồng là cùng nhau làm du lịch đó. Tại vì mình thật lòng với nhau, sống ở đây từ nào tới giờ rồi. Coi như là sống có đồng tiền mà nhiều á là cũng có, nhưng mà nó không qua được cái tình nghĩa. Nét độc đáo của tình chòm xóm đã khiến du lịch Cồn Sơn có đậm chất riêng so với nhiều nơi khác. Hiện trung bình mỗi ngày, người dân đón tiếp từ 50 đến 100 lượt khách cả trong nước và quốc tế. Thấy được tiềm năng phát triển, một số đơn vị xin vào đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng du lịch. Nhưng người dân không đồng tình vì sự mất đi nét hoang sơ, tự nhiên vốn có của cồn. Họ khẳng định chắc nịch là sẽ không chạy theo đồng tiền mà bỏ quên tình làng nghĩa xóm sâu đậm vào đời nay. Dòng sông Hậu ăn bát cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ.